Những ngày thành phố Cần Thơ khắp nơi nước ngập lai láng, thì với người dân và du khách nơi này, triều cường kỷ lục không chỉ mang lại sự phiền toái. Khoảng 18 giờ chiều 11 tháng 10 năm 2022, mực nước triều cường dâng cao tiếp tục gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ. Tại bến Ninh Kiều, nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Cần Thơ tham quan đúng đỉnh điểm triều cường. Người dân và du khách đã biến đường phố thành công viên nước. Thậm chí, nhiều bạn trẻ đã lập nhóm để đi trải nghiệm chèo thuyền súp trên đường phố để ngắm Cần Thơ dưới góc nhìn khác lạ. Em thấy cái triều cường này lên em thấy kiểu như rất là hào hứng. Khi mà kiểu như là trong khoảng 7-8 năm nay mà thấy một triều cường lớn như thế này, em có thể trải nghiệm được là chèo súp ra những cái thành phố như thế này. Chứ thường đó thì mấy năm trước thì nước không có lớn, em bơi ở ngoài mà bây giờ em rất là vui. Nhiều du khách nước ngoài khi đến tham quan Cần Thơ trong những ngày triều cường đạt đỉnh tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy cảnh người dân như đang tham gia lễ hội nước với quy mô tầm cỡ. Tôi tới Cần Thơ lúc này là lần thứ ba rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp cảnh này. Đối với người Nhật Bản thì chuyện này hơi nguy hiểm, nhưng ở đây người lớn và trẻ con lội nước rất vui vẻ. Trông có vẻ như họ đang tận hưởng chuyện lội nước vậy. Tôi thấy rất ngạc nhiên bởi cảnh ngập nước thế này. Thấy mọi người đều không sợ hãi, vui vẻ trong nước ngập. Có người bơi lội trong nước, thấy mọi người rất vui vẻ. Lý giải về tình trạng ngập nặng do triều cường tại Cần Thơ năm nay, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho biết, sông Tiền và sông Hậu chịu ảnh hưởng thủy triều Biển Đông và nước sông Mekong đổ về. Hàng năm sẽ có 3 đợt thủy triều dâng cao, đó là rằm tháng 8, cuối tháng 8 và rằm tháng 9 âm lịch. Đợt triều cường này chính là đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Nước triều từ biển vào kết hợp với đợt đỉnh lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến không chỉ Cần Thơ mà các đô thị từ quốc lộ 1 trở ra phía biển phải đối diện với đợt ngập nặng nhất trong năm. Nước lũ về nhiều còn do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina từ thượng nguồn và mới đây là ảnh hưởng bão Noru. Ngoài ra, tình trạng đầu mùa không thấy lũ nhưng đến nay nước lũ lại đang dồn về đồng bằng sông Cửu Long còn do các đập thủy điện thượng nguồn xả nước về sau khi đã hứng đủ lượng nước đầu mùa. Trong tương lai, triều cường, lũ hay thời tiết cực đoan sẽ có thể gây ngập nặng hơn khi những căn bệnh nền của đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiến triển. Đó là sụt lún bình quân mỗi năm 1,1cm, có nơi 2,5cm, cùng với đó là nước biển dâng 3-4mm mỗi năm.